giới thiệu về sách Đại Phật Sử. Cuốn sách này trình bày tác phẩm đầu tiên của công trình phiên dịch bộ sách Đại Phật Sử gồm 6 cuốn bằng tiếng Miến Điện ra 8 cuốn bằng tiếng Anh. Dựa vào bộ kinh Pali Mahabuddhawamsa do Thượng tọa Mingun biên soạn. Cuốn mục này là dịch phẩm hoàn chỉnh bằng tiếng Việt kèm theo những chú thích và bình giải xoay quanh câu chuyện đạo sĩ Sumedha. Cuốn này chia làm hai phần, phần đầu trình bày soạn phẩm của soạn giả. Phần hai có nhan đề The Anuttipadi hay Phụ chú giải, gồm những bài giải thích chi tiết và sự liệt kê những điểm giáo lý trong phần đầu. Tỳ khưu Minh Huệ biên dịch, mùa An cư năm 2000. Giới thiệu về tác giả. Tác giả: Thượng tọa Mingun Sayadaw, sinh ngày 11 tháng 11 năm 1911 tại làng Thai Buwa. Năm lên 8 tuổi, ngài được gửi đến chùa Minjaun thuộc vùng Mizinjan để học Phật pháp cơ bản dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Sayadaw Subita. 10 năm sau, ngài đến chùa Dhammadana là một tịnh viện của những bậc cao tăng thạc đức ẩn cư ở làng Mingun thuộc huyện Sayagin để học giáo pháp bậc cao. Năm 1930, ngài thọ cụ túc giới. Những người bảo vệ của ngài là tu nữ Do Dhammachari, rất giỏi về Phật pháp và rất nổi tiếng của xứ Mingun, tác giả của bộ sách Chakwadithika và Thiện Nam Uthin, một người giàu có và hầu hiệp của xứ Changun. Hai vị mạnh thường quân này được xem như cha mẹ đỡ đầu trên bước đường tu tập của ngài. Và năm 1937, vị thầy hòa thượng của ngài Dhammadana Sayadaw đã viên tịch nên ngài phải đảm đương công việc điều hành tự viện. Từ năm lên 13 tuổi, ngài luôn luôn vượt qua các cuộc thi khảo thí về Phật pháp một cách thành công rực rỡ. Đơn cử một vài ví dụ. Năm ngài được 4 hạ tỳ khưu, ngài thi đỗ kỳ thi về pháp hành Dhammacariya do hội Parijati Sasanahita của Mandalay tổ chức. Đó là kỳ thi rất gay go, chỉ có một ít thí sinh tham dự. Cuộc thi ấy nhằm vào 3 bộ đại chú giải mà thí sinh phải hoàn thành trong 3 năm. Nhưng tác giả đã vượt qua cả 3 bộ chú giải chỉ trong 1 năm và được phong danh hiệu là Parijati Sasanahita Dhammacariya Watamsika. Tuy nhiên, lần đầu tiên ngài thực sự được nổi danh nhà uyên bác là khi ngài vượt qua kỳ thi Tipitaka-dara được tổ chức lần đầu tiên và cũng được xem là kỳ thi khó nhất và lâu nhất. Đúng như cái tên Tipitaka-dara được đặt cho kỳ thi, thí sinh phải tụng nằm lòng hết 3 tạng kinh điển. Hơn nữa, thí sinh phải vượt qua kỳ thi viết hết thảy tâm tạng và chú giải. Ngài đã trải qua suốt 4 năm đằng đẵng để tham dự khóa thi và cuối cùng, năm 1953, ngài nhận được danh hiệu độc nhất Tipitaka-dara Dhamma Bhaṅgarārika, nghĩa là người mang trong mình tam tạng pháp bảo và người giữ kho chánh pháp. Khả năng tụng đọc 16.000 trang kinh điển của Thượng tọa Mingun đã được đưa vào cuốn sách Guinness của năm 1985, bởi vì cho đến nay, ngoài hòa thượng ra chỉ có 4 người có được danh hiệu ấy. Về sự đóng góp của ngài cho giáo hội, cần nói thêm rằng trước khi đạt danh hiệu Tipitaka-dara Dhamma Bhaṅgarārika, vào lúc hội nghị kiết tập tam tạng đang tiến hành tốt đẹp, ngài được chỉ định làm công việc ghi chép tam tạng để hội đồng phê chuẩn. Ngoài ra, khi hội đồng được triệu tập, ngài làm công việc của vị Visayatka là người trả lời những câu hỏi về 3 phần của giáo pháp. Người hỏi Puchaka lúc ấy là ngài Mahasi Sayadaw. Để trả lời những câu hỏi, Thượng tọa Mingun giữ luôn vai trò của cả hai vị đại trưởng lão Upali và Ananda, là hai vị thánh tăng từng trả lời những câu hỏi về luật và pháp trong cuộc kiết tập tam tạng lần thứ nhất do trưởng đạo Mahakassapa chủ trì. Sau cuộc kiết tập, tác giả chuyên tâm vào công việc biên soạn kinh sách. Theo lời yêu cầu của ông Uddu, thủ tướng Miến Điện lúc bấy giờ, ngài bắt đầu vào công việc biên soạn bộ Mahabuddhawamsa Đại Phật Sử, là bộ sách bằng tiếng Miến Điện, nói về những kiếp sống của chư Phật quá khứ.
như đã được kể lại trong bộ kinh Pali Buddha Hoàm Xá thuộc tiểu bộ kinh. Tác phẩm biên soạn gồm 6 bộ, được viết ra thành 8 cuốn, khởi biên vào năm 1956 và hoàn thành năm 1969. Tác phẩm này là thành quả vĩ đại nhất của tác giả và cũng là sự đóng góp to lớn cho văn học Phật giáo Miến Điện, được Chư Tăng cũng như Thiện Tín nồng nhiệt tán dương. Vào năm 1980, một diễn biến lịch sử của Tăng già xảy ra trong nước Miến Điện, đó là sự xuất hiện Hội đồng Phật giáo Thống nhất cả nước, gồm có đại biểu của tất cả các hệ phái Phật giáo trong nước Miến Điện. Tác giả được toàn thể đại biểu nhất trí cử vào chức vụ tổng thư ký, nắm quyền hành tối cao về các Phật sự trong nước, chăm lo cho sự phát triển, tiến bộ và hưng thịnh của Phật giáo. Ngoài ra, với chức vụ tổng thư ký của Hội Phật giáo Thống nhất, tác giả còn quan tâm đến sự lớn mạnh và trường tồn của Phật giáo về ba lĩnh vực, ủng hộ và tạo phương tiện để có nhiều người thuộc tâm tạng, ủng hộ và tạo phương tiện cho sự quảng bá giáo pháp khắp trong nước lẫn ngoài nước, và cung cấp các phương tiện y tế và thuốc men cho chư tăng khắp nước Miến Điện. Ở lĩnh vực thứ nhất, tác giả thành lập Hội Tipitaka Nikaya. Mục đích chính của hội là nuôi dưỡng các tỳ khưu trẻ để một ngày kia họ có thể trở thành những người thông thuộc và giữ gìn kho chánh pháp, tam tạng, thủ khố nhân, giống như chính ngài. Có một số tăng sinh đầy triển vọng được ngài nuôi dưỡng và đào tạo tại ngọn đồi Môn Mây gần Mingun. Về lĩnh vực thứ hai, sau khi thành lập Giáo hội Tăng già Thống nhất, thì hai đại học Phật giáo cũng được thành lập, một tại Yangon và một tại Mandalay. Ở đó, giáo pháp của Đức Phật sẽ được giảng dạy với một hệ thống giáo dục tân tiến, nhằm đào tạo các vị trưởng lão đủ khả năng truyền bá giáo pháp khắp nước Miến Điện và những nơi khác. Trong việc theo đuổi mục đích thứ hai, sự tận tâm tận lực của tác giả đã đem lại kết quả là hai trường đại học Phật giáo Y Nghi Đồ Sộ đã được xây dựng ở Yangon và Mandalay, nhằm đào tạo những bậc Dhamma Chariya và Maha Chariya mở ra từ năm 1986. Về kế hoạch thứ ba để đem lại lợi ích cho tăng chúng, một bệnh viện đặc biệt tên là Chiwita Dhanasasana được thành lập ở Mandalay. Đó là bệnh viện đặc biệt có 100 giường, đầy đủ tiện nghi hiện đại và được chính thức hoạt động vào ngày 18 tháng 8 năm 1990 dưới sự hậu thuẫn của chính tác giả. Để công nhận trí tuệ to lớn và những sự phục vụ của tác giả đến chư tăng như đã được nêu ra ở trên, chính quyền đã phong tặng cho ngài danh hiệu Agamaha Pandita, bậc trí tuệ bậc nhất, vào năm 1979 và danh hiệu Abhidhaya Maharathaguru, thánh kỳ đại quốc sư, vào năm 1984. Dầu ở tuổi 79, ngài Sayadaw vẫn khỏe mạnh và năng động, luôn luôn tích cực đẩy mạnh ba công việc chính của mình, làm gương mẫu cho tất cả mọi người noi theo trong việc đem lại lợi ích cho chúng sanh bằng con đường Phật Pháp.